sau Tết, tất cả hoa trang trí, làm đẹp cho đường phố Hà Nội đều bị cho vào xe rác hoặc bê về nhà như thế này. Theo ghi nhận của phóng viên tại đường Hoàng Quốc Việt, thì sau Tết, các loại hoa như hoa trạng nguyên, hoa cúc dùng để trang trí, làm đẹp cho đường phố Hà Nội bị dọn đi. Cây thì được cho vào xe rác, cây lại được người dân vô tư mang về nhà trồng. Hầu hết các cây hoa này đều còn tươi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cây hoa này lại bị nhét vào thùng rác như thế này. Thiết nghĩ các nhà quản lý nên có biện pháp để tái sử dụng những cây hoa này, tránh lãng phí cũng như giảm tải lượng rác thải không đáng có.